Sáng sớm ngày hôm nay 19 tháng 5, các bác sĩ ở thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện xong một ca ghép gan xuyên đêm nhờ hai lá gan được vận chuyển từ Hà Nội vào tối ngày 18 tháng 5. Người hiến gan là một người phụ nữ, chị hiến gan sau một tháng cùng các y bác sĩ giành giật với sự sống. Đây là chuyến vận chuyển hiến tạng thứ hai từ Hà Nội đi vào thành phố Hồ Chí Minh trong vòng chưa đầy một tuần. Người hiến tạng gan là một phụ nữ Hà Thành không còn trẻ. Hơn một tháng qua, chị đã cùng các y bác sĩ của Bệnh viện Việt Đức Hà Nội giành giật cuộc sống từ tay tử thần. Nhưng cuộc đấu tranh sinh tồn ấy không thành, mọi thứ vẫn diễn ra như sự sắp đặt của số phận. Chị đã rơi vào trạng thái chết não và đã hiến tặng gan cho một người bệnh đang chờ. Trung tâm Điều phối Hiến ghép Mô tạng Quốc gia đã rà soát danh sách chờ ghép. Một người bệnh ở phương Nam có các chỉ số miễn dịch và sinh hóa phù hợp với chỉ số của người hiến tạng. Tối muộn ngày 18 tháng 5, khi Hà Nội đã lên đèn, những người vận chuyển lại mang theo một chiếc thùng đựng chuyên dụng, chuyên chở một mầm sống vào thành phố Hồ Chí Minh. Ca ghép gan đã diễn ra suốt đêm và vừa kết thúc vào khoảng 7 giờ sáng ngày 19 tháng 5. Một người bệnh đã được cứu sống và ở đầu này của đất nước, Hà Nội, có một người phụ nữ vừa rời khỏi cuộc đời. Xung quanh chúng ta có lẽ luôn có nhiều hố đen không bao giờ có thể lấp đầy, nhưng những câu chuyện xung quanh tôi bây giờ giống như những ngọn đèn tỏa sáng. Trước những ngọn đèn ấy, tôi chỉ có thể xin được cúi đầu. Cán bộ của Trung tâm Điều phối Hiến ghép Mô tạng Quốc gia chia sẻ. Chuyến bay đưa hai lá gan vào thành phố Hồ Chí Minh được coi là chuyến bay nhân văn số 51. Trong 5 năm qua đã có 51 chuyến bay chở y bác sĩ và mô tạng hiến tặng nhằm cứu sống những người bệnh đang chờ. Để mô tạng hiến tặng được kịp đến cứu người, hãng vận chuyển đã tặng vé máy bay và xếp chỗ cho các thùng chuyên dụng đựng mô tạng, xe cảnh sát dẫn đường cho xe chở mô tạng ra sân bay và từ sân bay về bệnh viện ghép. Tất cả là để cứu sống một con người và giúp cho một phần cơ thể của một người khác được hồi sinh.